Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Thanh niên Bình Phước. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự Cơ hội khởi nghiệp cho thanh niên Bình Phước. Tiếp đến là phóng sự Cựu thanh niên xung phong truyền lửa cho thế hệ trẻ. Thưa quý vị và các bạn, nhằm phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong phát triển kinh tế, đồng thời động viên, khuyến khích, cổ vũ, hỗ trợ thanh niên lập thân lập nghiệp, làm giàu chính đáng. Vừa qua, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Tỉnh đoàn Bình Phước và Trường Đại học Lao động Xã hội đã phối hợp tổ chức hội thảo khoa học thúc đẩy tiềm năng và cơ hội khởi nghiệp của thanh niên Bình Phước. Hội thảo đã thu hút sự quan tâm của các doanh nghiệp trẻ, câu lạc bộ khởi nghiệp và những bạn trẻ đang có nhu cầu khởi nghiệp trên địa bàn Bình Phước. Thời gian qua, việc hộ gia đình thanh niên, nhất là cá thể thanh niên, muốn vay vốn để phát triển kinh tế gặp rất nhiều khó khăn. Phần lớn thanh niên phải nhờ gia đình đứng ra bảo lãnh. Một số tuy mạnh dạn đầu tư mô hình, nhưng lại phải nhờ cậy tới tổ chức đoàn thanh niên đứng ra bảo lãnh tín dụng. Đó là những vấn đề được ông Lê Văn Mãi, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, kiêm Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Bình Phước nêu lên tại hội thảo về thực trạng chính sách vốn khởi nghiệp cho thanh niên Bình Phước hiện nay. Quan trọng đầu tiên thì phải là nguồn vốn tự có, rồi vốn gia đình, vốn bạn bè. Những nguồn vốn này nếu khai thác nó thì bản thân người khởi nghiệp, thanh niên khởi nghiệp không có nặng nề về lãi suất, về tính toán. Còn một số nguồn vốn khác mà trước nay thanh niên cũng chưa có khai thác, thí dụ như là thuê tài chính, thuê như là thuê trang thiết bị, máy móc để mà mình thực hiện cái sản xuất kinh doanh. Rồi vốn mà coi như vốn mà kêu gọi từ bạn bè, vốn bạn bè. Còn hiện nay theo tôi biết thì có thể là thanh niên Bình Phước trong do cái điều kiện tỉnh ta xuất phát điểm nó thấp, thu nhập mà chưa cao, thu nhập của đầu người chưa cao, tích lũy trong thanh niên nói riêng và trong dân cư nói chung cũng không cao. Cho nên những cái nguồn hỗ trợ từ bên ngoài cho cái khởi nghiệp nó quan trọng. Như là cái vốn khởi nghiệp của quỹ khởi nghiệp mà được tỉnh đã hình thành, hiện nay thì đã hoạt động và đã cho cũng gần 20 cái thanh niên mà khởi nghiệp được vay, dư nợ đã hơn 3 tỷ rồi. Từ năm 2016 đến nay, phong trào khởi nghiệp trong thanh niên tại Bình Phước diễn ra khá sôi nổi, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ và đạt nhiều kết quả. Tuy nhiên, đa phần thanh niên vẫn gặp một số khó khăn vướng mắc về vốn, loay hoay với việc trồng cây gì, nuôi con gì hay tạo ra một sản phẩm công nghiệp đặc trưng nào đó. Họ đang mơ hồ với mô hình khởi nghiệp. Thậm chí có nhiều thanh niên sau khi đã tạo ra sản phẩm lại không xoay sở được, khâu quan trọng nhất là tiêu thụ sản phẩm. Thì tôi thấy là cơ hội dành cho thanh niên cả tỉnh mình luôn. Có cơ hội để mà tiếp cận với bên tỉnh đoàn, người ta sẽ hỗ trợ cho các cái thanh niên để về mà khởi nghiệp. Nhưng mà đặc biệt hơn nữa là thanh niên phải mạnh dạn lên để tiếp cận với tỉnh đoàn, các ban ngành để được hỗ trợ khởi nghiệp và lập nghiệp và được vay vốn để về khởi nghiệp theo đúng cái mục tiêu gọi là khởi nghiệp của thanh niên tỉnh Bình Phước. Nhất là cần một cái quỹ đất mới để quy hoạch một vùng tiêu mới để làm ra một cái nền nông sản sạch của Bình Phước. Tại hội thảo, nhiều nội dung quan trọng được giải quyết đã giúp cho nhiều bạn trẻ tháo gỡ được những vướng mắc trong hành trình khởi nghiệp vừa qua, qua đó định hướng được bước đi khởi nghiệp vững vàng hơn. Hội thảo ngày hôm nay thì cũng có hai vấn đề mà từ trước giờ cũng rất là băn khoăn, nhất là khó khăn và có thuận lợi. Thì nói về công nghệ điện thông minh thì thực ra khi mà mới bước đầu đem cái giải pháp về nó rất khó khăn ở chỗ là thứ nhất là người dân người ta chưa có được cái cơ hội để trải nghiệm nhiều, người ta chỉ biết thôi. Thì qua cái buổi hội thảo này thì thưa anh cũng rất là vui, tại vì cái lực lượng thanh niên là nó rất trong cái mô hình khởi nghiệp nó rất là song sáo, nên là có biến những cái khó khăn thành những cái động lực và cũng sau này là một cái thuận lợi để cho các khởi nghiệp của thành phố Đồng Xoài cũng như tỉnh Bình Phước sẽ vươn xa hơn. Gian qua thì tại tỉnh Bình Phước đã xuất hiện một số mô hình khởi nghiệp của thanh niên ở các khối
Tuy nhiên thì chúng tôi nghĩ rằng Ban Thường vụ Tỉnh đoàn vẫn phải tiếp tục tính toán những giải pháp, những phương thức để triển khai các chương trình hỗ trợ cho thanh niên khởi nghiệp phù hợp, sát sườn với nhu cầu của thực tế của từng đơn vị và địa phương. Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức những hội thảo xoáy sâu vào những điều mà thanh niên khởi nghiệp cần, đặc biệt là khảo sát nhu cầu của các bạn để mà có thể định hướng được những nội dung sẽ trao đổi, chia sẻ, tập huấn cho các bạn trẻ để có thể tránh được những rủi ro trong quá trình khởi nghiệp. Ví dụ như là tạo lập những cái đề án khởi sự doanh nghiệp, hoặc là cái phương thức để cho các bạn nắm được những hành lang pháp lý cần thiết, hoặc là cái cách mà các bạn sẽ kết nối với nhau trong việc tạo lập một cộng đồng doanh nghiệp trẻ tại địa phương, hoặc là cách các bạn sẽ tìm đầu ra cho sản phẩm, kết nối với lại các diễn đàn, các trang mạng xã hội để có thể làm sao đó để quá trình khởi nghiệp của mình trở nên thành công và hiệu quả hơn. Tham gia hội thảo, các đại biểu thanh niên cũng được nghe tiến sĩ Đỗ Thị Hoa Liên, Trường Đại học Lao động Xã hội Cơ sở 2 phân tích, đánh giá về cơ hội khởi nghiệp của thanh niên Bình Phước, đề cập đến các chính sách và hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp mà tỉnh Bình Phước đã, đang và sắp thực hiện. Tiến sĩ Đỗ Thị Hoa Liên cũng kiến nghị Bình Phước cần xây dựng hoàn thiện cổng thông tin điện tử, nơi đó sẽ cung cấp đầy đủ thông tin từ sản phẩm, thị trường tiêu thụ đến tiềm năng khởi nghiệp. Bên cạnh đó, Bình Phước cũng cần xây dựng một vườn ươm khởi nghiệp làm tiền đề cho phong trào thanh niên Bình Phước khởi nghiệp phát triển bền vững. Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, thanh niên xung phong là lực lượng tiên phong trong việc khai sinh, khơi thông những tuyến đường huyết mạch cho phương tiện bộ đội kịp thời ra tiền tuyến. Về với hòa bình, vẫn giữ tinh thần lúc trẻ xung phong, về già mổ mực. Cựu thanh niên xung phong vẫn giúp nhau làm kinh tế giỏi, nâng cao chất lượng đời sống và thực hiện các nếp sống văn hóa lành mạnh. Nhiều cựu thanh niên xung phong đã truyền đạt kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh cho con cháu mình. Một số lại dành nhiệt huyết trong phong trào văn hóa, văn nghệ. Đó là cách mà cựu thanh niên xung phong đang gieo mầm và truyền lửa cho thế hệ trẻ hiện nay. Nhiều năm nay, mô hình kinh tế vườn ao chuồng của nữ cựu thanh niên xung phong Mai Thị Biên ở thôn Phú Nguyên, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng là địa điểm học tập kinh nghiệm, xây dựng mô hình sản xuất của hàng chục hội viên cựu thanh niên xung phong của huyện Phú Riềng. Tuy nhiên, hiện nay, ở ngưỡng tuổi 73, sức khỏe giảm sút, bà Miên bàn giao mô hình lại cho con trai út Lê Văn Cao thực hiện. Bà chỉ còn vai trò quân sư, động viên, truyền kinh nghiệm cho con trai thực hiện hiệu quả mô hình. Cố gắng để mà làm, để mà mình có cái kinh tế phục vụ cho gia đình, cho con cái. Còn bây giờ thì già yếu rồi thì coi như những cái đó thì nó có sẵn ở đó rồi thì nó thì lại giao lại cho con, nhưng mà cũng phải động viên con cái rồi cũng nó để mà cho nó làm, cho nó phát triển kinh tế lên. Cố gắng tuổi già nhưng mà chí không già thì mình sẽ cố gắng, là nếu làm được thì làm, không thì cũng giúp đỡ con cái, động viên con cái làm để phát triển kinh tế. Được tiếp quản mô hình sẵn có, anh Cao, con trai bà Miên tiếp tục đầu tư chuồng trại chăn nuôi gà lấy thịt, gà đẻ trứng. Hiện nay đàn gà có gần 70 con, trong đó 2/3 là gà đẻ trứng. Không chỉ vậy, anh Cao còn tự thiết kế sản xuất những máy ấp trứng để bán và ấp lượng trứng theo yêu cầu của khách hàng. Cùng với chăn nuôi gia cầm, anh Cao đã thanh lý hơn 5 sào cao su gần nhà để trồng sầu riêng. Trong khi chờ đợi kết quả từ mô hình cây sầu riêng, anh Cao lựa chọn giải pháp trồng sen mang tây xanh để thực hiện phương châm lấy ngắn nuôi dài. Hiện những luống mang tây xanh đã bắt đầu cho thu hoạch, giá bán 100.000 đồng 1 kg cho loại 1 và 80.000 đồng 1 kg cho loại 2. Anh tiếp tục chuyển đổi 2 trong tổng số 4 hectare cao su sang trồng cà phê, sầu riêng để thay đổi thu nhập cho gia đình khi giá cao su đang từng ngày giảm xuống. Bên cạnh đó, anh Cao cải tạo ao để nuôi cá, vừa để tăng thêm nguồn thu, đồng thời là nơi dự trữ lượng nước để tưới tiêu cho vườn cây của gia đình. Mỗi năm từ mô hình sản xuất chăn nuôi đa canh, đa con đã đem về cho gia đình anh Cao nguồn thu trên 300 triệu đồng. Tâm huyết của bà Miên đã truyền lại cho con trai ý chí và niềm đam mê trong lao động sản xuất, góp phần xây dựng kinh tế gia đình ổn định. Thì bố bây giờ cũng tuổi cao, thì tất cả là bàn giao lại cho con cái, thì bây giờ mình phải tiếp quản.
tiếp quản. Thì giờ thì quán xuyến cái việc gia đình đồng áng thì là hai vợ chồng là vai chính. Thì mình có chăn nuôi thêm vật nuôi con giống, rồi là cây cối, rồi rau sạch, rồi tất cả các loại cây ăn trái. Thì chỉ có như thế thôi. Thì học hỏi tất cả anh em bạn bè, những người đi trước, những ai cho là làm được những gì thành công thì mình đến mình học hỏi. Rồi ngay mình cũng phải thử sức những gì mình thích mà mình đam mê. Mà làm cái gì thì đúng ra là mình phải đam mê và mình phải sát sao và nhiệt tình nó mới được. Hàng năm á, là có tổ chức cái phối hợp giữa đoàn thanh niên với hội cựu thanh niên xung phong để tổ chức cái giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Muốn gửi cái thông điệp này cho lớp trẻ là tức là các anh, các chị, các bác là lớp ông cha đó, trong chiến tranh ấy, thì sẵn sàng hy sinh về xương máu và lập nên những cái thành tích mà đã được Đảng, Nhà nước trao tặng cho cái lực lượng thanh niên xung phong này về huân huy chương. Thì cũng muốn gửi cho các bạn thanh niên hiện nay là các bạn bây giờ còn trẻ nên là phải học tập cái tinh thần hy sinh của lớp cha ông đi trước và phát huy cái tinh thần trách nhiệm để của mình để mà xây dựng cái đời sống văn hóa, rồi làm tốt các cái nhiệm vụ để mà phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc và ấm no. Trong khi đó, cựu thanh niên xung phong Trần Thị Tơ, thị xã Phước Long không chỉ nhiệt tình trong công tác hội, đoàn thể mà còn năng động sáng tạo, vẫn chăm chỉ lao động khi tuổi xế chiều để làm gương cho con cháu và các thế hệ trẻ noi theo. Nhưng mà tôi vẫn làm kinh tế gia đình và là hoạt động các cái phong trào thi đua của địa phương. Là trước đây thì tôi ở Quảng Bình vào tôi rất là khó khăn về kinh tế. Cho nên chỉ là khi mà thấy phát triển được thì tôi cố gắng hết sức. Gia đình là tập trung làm kinh tế, không thuê mượn gì cả. Nhưng mà sau này thì kinh tế đỡ rồi thì tôi cũng thuê mượn công nhân làm việc cho mình. Và ngoài ra tôi còn tham gia công tác xã hội, như là trước đây là làm chi hội trưởng phụ nữ 10 năm. Và giờ làm trưởng ban công tác xã, trưởng ban công tác mặt trận khu phố cũng 10 năm rồi. À, thì vì mình vừa làm là kinh tế mình cũng đỡ rồi thì mình phải làm công tác xã hội để góp một phần sức lực vào cho cái phong trào của địa phương. Ngoài ra thì làm kinh tế thì tôi cũng giúp đỡ cho những người khó khăn và thường là về quê để giúp những người nghèo ở quê mình. Hiện nay có một số đang còn trẻ mà cứ bê thé nhồi nhét chứ không chịu làm kinh tế. Thì tôi là muốn là mình không phải là mình nói gương gì, nhưng mà mình già rồi mà mình vẫn cứ cố gắng làm. Thì tôi mong muốn những lớp trẻ là cố gắng để đưa cái đời sống kinh tế gia đình và xã hội đi lên. Văn hóa văn nghệ là một hoạt động không thể thiếu trong việc nâng cao đời sống tinh thần cho các cựu thanh niên xung phong khi tuổi đã cao. Bởi thế, từ huyện hội đến cơ sở luôn quan tâm tập luyện, xây dựng các đội văn nghệ xung kích, qua đó lan tỏa phong trào văn hóa văn nghệ đến tất cả hội viên cựu thanh niên xung phong. Chính những lời ca tiếng hát đã trở thành món ăn tinh thần để sống vui, sống khỏe, sống có ích. Chuyên môn ngoài đường đi tập thể dục để các thứ khỏe khánh, thì nhắn nhủ với con cháu với thiếu nhi thời đại trời là gương mẫu bắt chước các bà các cụ đi trước á, thì là cũng là đầu tàu gương mẫu, rồi làm hết gia đình gương mẫu, rồi con cháu thảo hiền, rồi nói chung là làm cái gì là khuyến khích các con cháu là theo mình, còn đừng có sa ngã vào những cái tệ nạn xã hội các thứ. Rồi văn nghệ văn gừng các cháu cũng đều tham gia cho nó đầy đủ hết. Một trong những nhiệm vụ của những cựu thanh niên xung phong là nâng cao công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Đây cũng là một trong những nội dung của kế hoạch phát động phong trào thi đua cựu thanh niên xung phong nêu gương sáng, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước phát động. Đến đây, chương trình Thanh niên Bình Phước kỳ này xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.